nha. Hôm nay mình sẽ ăn tôm với các bạn và các bạn xem video của mình nha. Tôm nóng hổi vừa thổi vừa ăn nha cô chú. Wow, tôm càng xanh nha. Nhìn hai đứa bé ăn cơm ngon thật chú ơi. Giống như nước chấm thần thánh hả? Thèm chảy nước miếng rồi nha các bạn. Tôm này nè, ôi ngon quá. Tôm càng xanh nha các bạn, xanh lắm. Thấy gạch luôn. Nãy giờ hai đứa con mình ăn. Ăn mới 1, 2, 3. Ăn mới có 5 con tôm à. Nãy mình luộc rồi con tôm rồi các bạn. Nhìn từ nhỏ ăn đấy thèm các bạn ơi. Giờ mình cũng thử một con nha. Chấm nè, chấm với tương ớt với lại muối tiêu chanh nha. Rồi. Mời các bạn nha, mời các bạn cùng mình ăn nha. Thịt nó ngọt quá các bạn ơi. Tôm này mua là tôm hở ok nha các bạn. Ngọt. Thank you.
em ở chạy nha các bạn, em kia ăn không nổi thì chạy các bạn. Thôi nãy giờ mình quay cũng lâu các bạn ơi, giờ chắc mình dừng video tại đây quá. Rồi. Bye bye, tạm biệt cô chú, hẹn cô chú video tiếp theo. Bye bye. Bye bye.